tương truyền có một tên sát nhân được người ta gọi với cái tên là sát thủ B, vì kẻ này luôn để lại chữ B ở hiện trường vụ án. Tối đó, có hai tên đang đuổi theo để truy sát một cô gái, và đen cho chúng khi chúng sắp ra tay thì sát thủ B lại tìm đến. Sáng hôm sau, ta gặp nhân vật chính Cô Cu, cậu chính là sát thủ B bí ẩn đó. Cậu thường ngày đến làm việc ở nhà của Lily, cô là người của đội điều tra và đang hớt hải chạy đi làm. Nhưng vừa chạy đi thì cô lại phải quay về vì để quên giấy tờ. Lily sau đó đã đến chỗ làm và biết B lại gây ra một vụ án nữa đi quanh thì cô nhận thấy có người lạ ở hiện trường. Cô không biết người đàn ông áo đen này là ai và nghĩ là một ông chú say rượu nào đó đi lạc vào hiện trường. Nhưng ông sếp cho biết người này là một thiên tài, lúc về sở cảnh sát. Cấp trên đã cho họ biết người đàn ông này là Kết Một thiên tài đã biến mất suốt 10 năm và giờ mới trở lại, Kết sẽ giúp họ phá vụ án lần này. Nạn nhân lần này là ba anh em bị tâm thần. Chúng đã bắt cóc và hãm hại một cô gái và cô gái đó hiện đang được điều trị trong viện. Hai tên đã chết còn một tên thì đang mất tích và công việc của họ là điều tra về kẻ có tên là sát nhân B đã sát hại hai tên tâm thần này. Sếp nghi ngờ kẻ này đã dính líu đến 15 vụ án trong những năm gần đây, cách thức gây án đơn giản là một nhát dao chí tử và kết liễu nạn nhân ngay lập tức. Kết ngủ gục trong lúc phổ biến vụ án nhưng khi nhìn thấy ký hiệu B thì anh đã nhận ra gì đó. Trong lúc đó, tên tâm thần còn lại đã đi cướp một chiếc xe của quân đội và bắt đầu làm loạn trong thành phố. Kết thì đã đến gặp lại người bạn cũ là tiến sĩ. Cả hai tâm sự chuyện xưa một lúc thì kết ra về và ném lại cho tiến sĩ một bao thuốc lá chuyện tên tâm thần lái xe tăng đi làm loạn đã sớm đến tai cảnh sát. Họ nhanh chóng kéo người đi xử lý, nhưng thông tin trong cục cảnh sát đều đã bị cô cu nghe thấy hết và lên đường hành động. Trong lúc độ cảnh sát đang cho xe ra đuổi theo chiếc xe tăng thì hắn vẫn liên tục bắn phá trên đường nhằm dụ sát thủ B xuất hiện. Lily đã lái xe đuổi theo và vượt lên trước để chặn xe tăng lại nhưng nó là vô ích. Một xe khác đã đuổi theo thì chiếc xe tăng lao vào đường hầm rồi xả khỏi ra và khi cảnh sát ra khỏi đường hầm thì vẫn không ai biết chiếc xe tăng đã biến mất ở đâu sở cảnh sát bắt đầu suy nghĩ xem thử và hiểu được chiếc xe tăng đó có động cơ giúp chống được cảm biến dò tìm kết giờ mới mò mặt dậy và anh sau khi xem qua một lượt thì đã bắt đầu vẽ ra một công thức dài ngoằng và sau cùng thì kết luận được việc đây là một vụ cướp nhưng được giàn dựng thành một vụ bạo loạn anh sau đó khoanh vùng được và hỏi thứ bên dưới đường hầm là gì bên dưới nó có một tuyến tàu điện ngầm bị bỏ hoang hiểu ra vấn đề nên cảnh sát đã cho người đi điều tra ở ga tàu điện cũ và một đội nữa thì đi đến bảo tàng hàng không và bảo họ giám sát chặt chẽ bầu trời trong lúc đó một con tàu đã bị tên tâm thần và kẻ giúp đỡ hắn cướp mất Koku đã sớm tìm đến và ép tên Tâm Thần và tên Tóc Đỏ này phải lên để tiếp đón. Tên Tâm Thần chỉ là tốt thí trong kế hoạch này nên bị loại bỏ ngay lập tức. Còn đồng bọn của tên Tóc Đỏ thì đã cướp được một chiếc khinh khí cầu nên quyết định sẽ vứt bỏ tên Tóc Đỏ kia luôn. Tên Tóc Đỏ lúc này nhận ra Koku là Hắc Vũ Vương, một sinh vật quyền năng và không phải là con người. Trong lúc đó, đội điều tra đã sớm tìm ra được vị trí của chiếc xe tăng, nhưng nó đã bị đám kia bỏ lại và chẳng có manh mối gì bên trong. Cô thì đã sớm cho tên tóc đỏ một vết trên trán khiến hắn hăng máu lao đến và rồi kết cục là một kiếm xuyên đầu. Hắn sau đó tan biến không một dấu vết còn cô sau khi xong việc thì đã tung cánh bay đi. Sáng hôm sau, đội điều tra tìm đến chỗ con tàu bị lật và kết nhận thấy bản thân đã sai ở một điểm. Họ đã trả lại xe tăng cho bên quân đội. Và quân đội yêu cầu đội điều tra đóng lại vụ án và chỉ xem đây là một vụ lật tàu. Thế nhưng báo chí phát hiện chiếc tàu lật đã tạo thành hình chữ B nên vụ này vẫn chưa thể đóng được. Tên chủ mưu đã cướp khinh khí cầu nhận ra hắn đã tìm ra được thứ cần tìm còn cô cu thì vẫn sẽ không ngừng để lại ký hiệu cho đến khi người đó tìm ra cậu tại một nơi nào đó có một kẻ mặc áo vàng đang định dùng con thỏ để thí nghiệm cho kế hoạch nhưng đồng bọn đã đánh ngất tên áo vàng và bỏ hắn vào máy để biến hắn thành vật thí nghiệm thay cho con thỏ tên đó cố kêu gào trong vô vọng và rồi trải qua một cái chết kinh khủng và một kẻ trong đám cướp khí cầu đã ở sau vụ này cô cu lúc này thì đang làm thợ gia công violon tại nhà của lily cậu có thiên phú về âm nhạc khiến con trai ông chủ thấy lạ khi cậu không chọn trở thành nhạc sĩ mà lại chọn làm thợ gia công với ông chủ thì cô chính là đứa con nhà người ta mà ông hay đem ra so sánh với con trai mình. Tại sở cảnh sát, họ đang điều tra về một tổ chức là Market Maker, một nhóm điều khiển đám tội phạm và các cuộc chiến. Theo lệnh hoàng tộc, họ thực hiện cá hoạt động bí mật như ám sát, phá hoại và xâm nhập. Tay phải của mỗi thành viên đều xăm một hình đầu lâu, nhưng nó là một tổ chức đã đi vào quên lãng. Cả đội điều tra sau đó được gọi đi điều tra. Hiện trường lần này có rất nhiều xác chết và vẫn có dấu vết chữ B để lại. Kết sau đó đến nhưng đã cắt tóc và bớt lụm thụng khiến Lily nhìn không ra. Kết xem qua hình chữ B ở hiện trường thì để ý rằng cái này không phải do sát thủ B gây ra, vì nó quá dườm già. Chẳng ai hiểu ý của kết là gì, sếp Eric sau đó được gọi lên xem trên gác mái, tại đây họ phát hiện ra một cái xác đã chết khô. Qua khám nghiệm thì xác này chết do nhiễm khí độc. Tiến sĩ thấy loại độc này dường như được kết hợp từ nhiều loại khác nhau, tác dụng không xảy đến nhanh nhưng cũng không quá chậm. Và chắc chắn kẻ gây ra muốn nạn nhân phải chết thật đau đớn. Cách khắc phục gần như là không có, vì đây là loại được cải tiến nên phải cần một thời gian nghiên cứu thì mới tạo được thuốc giải. Nhưng xác suất thành công là không quá cao do chính tiến sĩ không phải là người tạo ra thuốc độc, nên ông khuyên kết là về bảo Eric tìm ra thủ phạm trước khi hắn dùng đến thứ thuốc độc đó để khủng bố. Tiến sĩ hỏi kết đã 7 năm rồi anh vẫn đi tìm kẻ đó hay sao? Kết vẫn chưa từ bỏ nhưng đã có đầu mối để tìm ra kẻ đó. Trong lúc đó, đội điều tra đã biết được động cơ của hung thủ, tên đó đã sát hại gia đình một chính trị gia bằng khí độc và sắp tới có thể sẽ nhắm đến bữa tiệc của các nguyên thủ cấp cao. Do chưa có thuốc giải nên họ cần chuẩn bị thật kỹ còn cái xác chết khô kia thì được xác định ra là một nhà nghiên cứu cấp cao đã mất tích từ nửa năm trước có thể chính người này đã tạo ra khí độc và bị loại bỏ khi hết giá trị eric sau đó đã cho người đi điều tra xem gần đây có bộ phận nghiên cứu nào bị mất vật liệu hay thiết bị để chế tạo hơi độc hay không những người còn lại thì đến hội trường bữa tiệc và thắt chặt an ninh tại đó đồng thời kiểm tra hết những ai đáng ngờ để tránh gây ra hoảng loạn thì họ không được nói gì về khí độc trong lúc đó koku nghe việc bản thân bị đổ cho tội lỗi giết thượng nghị sĩ và gia đình ông cậu đã tự cắt vào tay để xin phép ông chủ ra về trước trong lúc đó ở hội trường, rất nhiều cảnh sát đã đến đây để giám sát bữa tiệc, Lily thì nhìn đống đồ ăn mà chảy rãi khiến những người khác bảo cô phải tập trung vào. Vẫn chưa ai thấy điều gì đáng ngờ, cô Ku cũng đã cải trang để lẻn vào đây, tại bữa tiệc. Có một Oiran nhận được sự chú ý từ rất nhiều người. Thông tin ngoài lề một chút là bộ đồ của Oiran này rất đắt đỏ, một bộ đồ hàng thật cũng đáng giá bằng cả chiếc xe hiệu. Đám cướp khí cầu cũng đã trà trộn vào đây để khủng bố. Ở bên giám sát thì cô tóc vàng Kala đây đã thiết lập ra một máy giám sát cử chỉ hành động, nếu có ai đó có dấu hiệu khác thường dù chỉ là trong một chút thì đều sẽ bị phát hiện ra eric đã để cô giám sát và điều khiển hành động cho những người khác anh sau đó hỏi tất cả như nào thì tại mọi khu vực đều có người canh gác và kiểm tra không có dấu hiệu lạ nào ở trước cổng thì thứ lạ duy nhất là kết anh cố địa hàng người ta thì bị xe tông bay vào đài phun nước nhưng ở một khu vực cảnh sát đã bị một tên tội phạm sát hại và giả giọng để lừa những người khác hắn đã gài bom khí độc ở đây và rời đi trong bộ đồ phục vụ những kẻ trộm khí cầu lúc này đã bắt đầu hành động Oiran kia là một trong số chúng và cô ta đã bắt đầu đọc gì đó. Cô phát hiện ra và quyết định để mắt đến. Tên tóc vàng kia lúc này đã bị phát hiện bất thường, những người khác nhanh chóng chạy đến và ngăn hắn trước khi hắn đâm một quan chức bằng dao. Họ chỉ nghĩ hắn dùng khí độc để đe dọa còn thật sự thì dùng dao. Nhưng hắn khi biết đội điều tra cũng ở đây thì đã la lên cho đồng bọn nghe, đồng bọn ngay lập tức cúp điện cả hội trường. Anh tóc vàng Mario vừa bắt được tên này đã tra khảo hắn vừa làm gì. Hắn cho biết hắn và đồng bọn đã chiếm quyền kiểm soát nơi này, Đến 9 giờ khí độc sẽ lan ra và giết chết cả thành phố này. Nếu ai đó muốn sống và ngừng nó lại thì phải giết thị trưởng. Ai nấy hoảng loạn đòi phá cửa chạy đi, Mario cho rằng tên này điên rồi, nhưng hắn mặc kệ vì đây sẽ là bi kịch hào nhoáng nhất đời hắn và cuộc khủng bố này sẽ được nhắc tới về sau, tên của hắn sẽ được đời đời về sau nhớ đến. Còn những nạn nhân và cảnh sát như họ thì không. Hắn chế nhạo Mario và gọi anh là kẻ vô danh, thế nhưng bà chị Kala ở phòng giám sát lúc này đang rất điên đầu để hách lại hệ thống và muốn tất cả im lặng chứ đừng có dục Mario thấy tên này quá đen khi đã chọc tức Kala. Trong lúc đó, Goku đã theo Oran ra ngoài. Oiran này đã để lộ thân phận là kẻ đứng sau hai tên đã tạo ra khí độc kia. Hắn nói là cần cơ thể của Goku nhưng không cần cậu phải còn sống. Hai bên sau đó đã lao vào chiến đấu. Và tên này không hề dễ dàng như tên tóc đỏ lần trước. Goku sau đó hỏi chúng là ai. Hắn chẳng trả lời mà cứ thế lấy một cái ván trượt gần đó mà bỏ chạy. Hắn lướt trên tường của tòa nhà và rồi tiếp đất mà chạy tiếp. Kết đã nhận ra nên chạy qua cướp xe từ ông đồng nghiệp để đuổi theo. Trong lúc đó, cô và tên kia đã đuổi nhau ra đến đường núi hai bên vẫn liên tục bám sát nhau tên lướt ván thì cố dùng súng để tấn công nhưng cô vẫn liên tục né tránh vì biết hắn có thông tin về người mà cậu cần tìm hắn sau đó đã lướt xuống núi và thông báo cho đồng bọn là vua đã hạ cánh rồi cứ thế tiếp tục cuộc đuổi bắt hắn sau đó quăng ra một quả bom và ta quay lại với bên cảnh sát kala đã dần áp đảo được tên đang hách vào hệ thống đã bắt đầu dối thì người của đám cướp khí cầu đã ra tay loại bỏ tên này vì hắn chẳng được tích sự gì cuộc chống trả ngừng lại nên kala đã lấy lại được hệ thống và giúp người bên trong thoát ra đồng thời giúp đội gỡ bom đi. Và nhưng tên đứng đầu đã kích hoạt xả khí ra ngay lập tức, khí bắt đầu tràn lan trong cả hội trường và bị nhiều người hít phải, cả đội điều tra cũng không thể chạy kịp. Eric đã bảo Kala đưa khí sang những phòng chống bằng hệ thống thông gió. Nếu có sai sót, anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh sau đó gọi cho kết thì kết cho rằng khí độc đó chỉ là giả vì vụ này chỉ là do hai tên ái kỷ bày ra. Chúng không có gan để hứng chịu khí độc đau đớn đó nên hẳn đấy chỉ là khí gây mê. Và hai kẻ gây ra vụ này có vẻ đã bị một nhóm tội phạm khác đứng sau thâu tóm và đám đứng sau này đang hướng tới một mục tiêu khác. Kết nhận thấy một vòng tròn điên rồ sắp diễn ra, những kẻ cướp khí cầu lúc này đã tập hợp lại, chúng làm tất cả mọi thứ chỉ để phục vụ một mục đích, đó chính là đưa Hắc Vũ Vương trở lại với chúng. Trong lúc đó, cô cu đã bị dụ đến một chiếc hồ tại nơi này. Tên tóc trắng đã cho cậu biết việc nơi đây có ý nghĩa như thế nào, nhưng cậu mặc kệ lời hắn nói mà chỉ cần biết cô gái ấy ở đâu. Hắn biết cậu xem cô gái ấy như là ánh sáng của cuộc đời do ký ức của cậu đã gần như biến mất và ngay lúc này cậu đang lạc lối và không biết ý nghĩa của cuộc đời cậu là gì hắn đưa cậu đến đây là để cậu nhớ ra mọi chuyện một vài hình ảnh hiện lên khiến cậu đã biến hình và lao đến tấn công hắn giờ đây đã nhận ra một điều rằng người khóa ký ức của cậu không ai khác ngoài chính bản thân cậu cậu muốn quên hết những chuyện đã xảy ra ngày đó và hắn sẽ không tha thứ cho cậu vì cậu dám quên hắn kết lúc này vẫn chưa biết bản thân đang thực sự đuổi theo thứ gì còn trận chiến ở bên kia sau vài đường lướt qua lướt lại thì cô đã là người chiến thắng cậu thành công đâm được vào tim tên tóc trắng và hắn bảo cậu hãy cắt chân trái hắn vì sẽ có lúc hữu dụng hắn sau đó cho cậu một manh mối liên quan đến một chòm sao và rồi ra đi trong lúc đó đội điều tra đã tỉnh lại họ thật sự đã hít khí gây mê nhưng người ta cũng tìm được chỗ đựng khí ga thật chỉ là trên bức tường chỗ thùng đựng khí ga có hai bộ da người đã bị dán lên nó kết và ông đồng nghiệp đã đến được chiếc hồ ban nãy nhưng có vẻ đã muộn lily lúc này đã cảm thấy những vụ án gần đây có gì đó liên quan với nhau và họ chẳng thể giải quyết được điều gì nhưng Mario đã đọc lại lời thế lúc họ bắt đầu làm cảnh sát. Mario cho rằng họ chỉ cần giải quyết được những vụ án sắp tới và rồi kiểu gì manh mối cũng sẽ dẫn họ đến với đáp án sau cùng. Cho nên giờ suy nghĩ vớ vẩn cũng vô ích. Năm xưa, người kết yêu đã từng bị sát hại một cách dã man. Anh đã rất suy sụp suốt thời gian đó nhưng mọi cách để tìm kẻ đã sát hại người anh yêu đều đi vào ngõ cụt. Cô cu đang trên đường tới thư viện thì được Lily cho đi nhờ. Lily liên tục hỏi về việc cậu có bạn gái chưa thì cậu đã lái sang việc sao hôm nay cô không đi làm để nói nhưng cô vẫn cứ hỏi về mẫu người cậu thích để giới thiệu. Kết lúc này cũng đang ở thư viện thì thủ thư cho biết giấy phép mượn sách và căn cước của anh đều đã hết hạn từ một năm trước. Cô đã hỏi Lily về tên ngôi sao mà tên tóc trắng đã cho cậu biết thì được cô chỉ dẫn tận tình. Do bạn trai thời cấp 3 của cô rất thích thiên văn nên cô cũng biết sơ sơ. Kết lúc này vẫn chưa xử lý xong vụ giấy tờ thủ tục, cô sau đó vừa đến thư viện thì kết cũng vừa lúc bước ra. Đột nhiên cô cu nhớ đến lời của tên tóc trắng mà quay lại xem thử. Còn kết thì vừa té ngã ở ngay ngoài kia, Kết sau đó về căn hộ thì thấy thang máy hỏng nên đành lết thang bộ. Anh lên đến phòng thì gặp Lily ở đây, cô có việc nên muốn đến gặp kết, nhưng anh muốn cô về dùm. Cô cứng đầu ở lại nên kết đành để cô vào. Kết sau đó nấu đồ ăn còn Lily thì lấy hồ sơ về sát thủ B ra đọc cho anh nghe. Anh nhìn thì có vẻ không quan tâm nhưng vẫn nghe đầy đủ mà không cắt ngang câu nào. Lily thấy lạ vì gần đây sát thủ B không còn gây ra những vụ án nhằm gây chú ý như trước. Kết đã cho cô một bát súp mà anh nấu rồi yêu cầu cô ăn xong thì về đi ông đồng nghiệp boris ở dưới kia nhận ra xe của lily và phát hiện cô ở trong nhà kết thì nghi ngờ có chuyện mờ ám giữa cả hai lily lúc này nói ra điều cô đang thấy rối rắm trong đầu và cô nghĩ là người giải đáp được nó là kết cô sau đó đã cho anh thấy những ví dụ của cô về cái bánh cô dùng từng cái bánh để minh họa nhưng vụ án và nhân vật trong những vụ việc gần đây và rồi kết quả là gì một mớ hỗn độn và chẳng có tí liên quan gì đến nhau nhưng cô tin kết là người giải thích được đống này anh muốn cô sắp xếp lại đống này trước đi rồi hỏi nhưng vì cô không thể nên cô mới đến hỏi kết anh muốn cô xin lỗi đóng bánh và người thợ làm ra chúng vì dám chơi đùa với thức ăn như này. Anh đã nghĩ Lily là một đứa ngốc nhưng không ngờ cô lại nhìn ra được có một thế lực thứ ba đang điều khiển mọi thứ từ trong bóng tối. Hiện tại thì vẫn đang cân bằng nhưng khi bóng tối dần biến mất thì thế lực này sẽ hành động. Thế lực này sẽ nuốt chứng tất cả và họ chỉ có thể bất lực nhìn mà chẳng làm được gì. Kết sau đó đã gạt đi hết và anh muốn Lily đừng có dính vào vụ này nữa. Anh cho rằng đây không phải vụ mà một kẻ tò mò như cô có thể dấn thân vào. Cô bảo còn lâu khiến kết tức giận. Ông Boris nghe có chuyện nên xông vào thì thấy kết đang bị Lily đè lên. Lily sau đó phải giải thích là vì kết trượt ngã. Đột nhiên Kala tìm đến do ông Boris bảo là có chuyện hay ở đây. Mario cũng sắp đến đây. Ông Boris đã giải thích là do bản thân không biết xài điện thoại. Kala không biết tại sao cửa lại bị phá. Trong lúc đó, thế lực bí ẩn kia lúc này đang cần sử dụng một loại huyết thanh gì đó để duy trì sức mạnh. Chúng thấy khá bực vì việc bắt được Coco vẫn đang chậm trễ và tới một người tài giỏi như tóc trắng cũng đã mất mạng ông boris lúc này bị kết trách móc vì biến nhà anh thành cái nhà tiệc ông hỏi anh thấy sao về lily thì anh nói thẳng là cô như đứa ngốc nhưng lily dù ngốc thì vẫn hiểu được nhiều thứ và còn có nhiều đặc điểm rất giống nhưng mà kết từng yêu trong lúc đó ở phòng ban một người trong đội điều tra là bran phát hiện ra hồ sơ có một tệp tin ghi lại hành động và nhận ra có một đoạn băng ghi lại bản thân ngay lúc này và được ghi lại từ chính chiếc điện thoại của cậu ta bran đã giật mình mà ra về và không nói cho đồng nghiệp nghe điều gì bran sau đó gọi cho ông boris và biết họ đang ở nhà kết họ gọi bran đến thì bran lúc này đang nghi ngờ bản thân đang bị nhắm đến cậu ta cảnh giác với mọi người và mọi thứ bran sau đó quyết định sẽ đến nhà kết để hội quân với mọi người cô lúc này đã đến một khu vực ô nhiễm và tìm được ngôi sao mà tên tóc trắng chỉ dẫn nhưng vẫn chưa biết ý hắn là gì còn bran lúc này đã bị giết ở trong thang máy và lại có chữ b trong đó nhưng khi đội điều tra đến thì họ nhận thấy camera trong thang máy đã bị ngắt trong lúc bran bị tấn công tình nghi là ai đó trong sở cảnh sát đã gây ra lúc đến viện bác sĩ cho biết bran đã được cứu kịp thời nên còn giữ được mạng qua khám xét thì dấu hiệu xô sát là không có nên bác sĩ nghĩ là Bran bị một kẻ đứng ngay bên cạnh tấn công và không kịp trở tay. Bác sĩ sau đó cho biết Bran trước khi mất ý thức đã nhờ ông đưa chiếc đồng hồ này cho kết. Eric sau đó nghe tin là Bran đã vượt qua nguy kịch và sẽ không để lại di chứng về sau. Chỉ là khi trở trời thì sẽ hơi nhói một chút nhưng cũng có thể xem đây là kỳ tích. Eric muốn Lily giữ bí mật về tình trạng của Bran vì họ không thể tin ai ngoài đội điều tra. Cuckoo và gia đình của Lily lúc này đã đi giao violon mới gia công lại cho khách đột nhiên cô, cô nhìn thấy kết và nghi ngờ anh chính là đầu mối mà bản thân cần kết từ lúc trở về từ bệnh viện thì đột nhiên cư xử khác lạ khiến lily liên tục gặng hỏi kala sau đó được eric cho biết về tình trạng của bran và dặn cô giữ im lặng kết sau đó gọi đến và nhờ cô bảo mật đoạn hội thoại sau anh nhờ cô chuyển thông tin về những cái tên anh sắp nói vào máy anh khi làm xong thì cô đã đòi tiền công và tiếp tục công việc đột nhiên kala tìm thấy thứ gì đó liên quan đến bran kết và lily sau đó đã quay lại sở cảnh sát cô cô cũng lẻn theo cả hai vào đây cậu dùng siêu tốc độ để qua mặt bảo vệ và giữa đường thì Lily đã bị Kala kéo vào trong nhà vệ sinh để bàn việc. Đám chủ mưu lúc này đang lẩn trốn và tên man dợ nhất hội đã xin thêm huyết thanh và quyết định chờ xem tin tức từ nội gián trong sở cảnh sát làm ăn như nào. Nếu giờ còn làm hỏng chuyện thì họ sẽ xử lý tên đó. Lục đục nội bộ xảy ra giữa tên man dợ này và cô gái trợ lý của tên chỉ huy cãi nhau về việc thuốc giờ khan hiếm và tác dụng ngày càng yếu đi mà hắn thì cứ xài phung phí. Kala được giao cho nhiệm vụ khôi phục dữ liệu từ máy tính đã bị hỏng của Bran. Cô sau đó cho Lily thấy về hai người nhân viên của sở cảnh sát. Ngoài ra còn có tệp tin của nhiều người khác nữa và trong mỗi tệp tin đều có đoạn phim ghi lại của người đó. Kala đã mở tệp của Lily lên và cho biết ứng dụng này cho phép chủ nhân xâm nhập vào mọi thiết bị có thể ghi hình để ghi lại hình ảnh. Dù thiết bị có tắt hay không cũng đều sẽ ghi hình lại được. Họ sẽ tìm ra được ai là kẻ đứng sau vụ này ngay khi biết được mọi bí mật từ máy tính của Brand. Cả hai sau đó cũng bàn về kết và danh sách ban nãy cô đưa cho kết là nhân viên liên quan đến đội điều tra 5 năm gần đây. Đột nhiên máy của Kala sập nguồn và cả hai nghi ngờ kẻ chủ mưu đã phát hiện ra. Lily đề xuất đi tìm kết vì anh sẽ làm được gì đó. Kết thì đã đến gặp tiến sĩ, cô cu cũng ở gần đó nghe lén, tiến sĩ khá mừng vì Bran đã được cứu. Còn kết thì vẫn chê cà phê mà tiến sĩ đưa quá dở, tiến sĩ đã từng nghĩ là muốn tìm một loại thuốc có thể giúp chữa cái tính khó ưa này của kết. Cả hai ngồi tâm sự một lúc thì kết quyết định đi bắt hung thủ, trong lúc đó. Tên ma dợ hội kia đang bắt đầu lên cơn vì thiếu thuốc, đột nhiên vài tên côn đồ tìm đến và đòi chấn lột hắn khiến hắn phải để chúng thấy ai mới là kẻ mạnh ở đây. Một thanh niên đeo kính trong hội đã đến ngăn và tiêm thuốc cho hắn cảnh sát sau đó tìm đến thì hắn đã dơ ra hình xăm khiến cảnh sát đành nghe theo và nhờ hình xăm đó mà ta biết hội này chính là hội market maker mà brand từng cho kala thấy lily sau đó đến văn phòng thì chỉ còn một người đồng nghiệp ở đây cô hỏi anh ta thấy kết đâu không thì anh ta cho biết là kết mới ghé qua nhưng đã rời đi anh ta có nhờ lily đi gửi đồ giúp anh ta còn kẻ thù ác lúc này đã quay lại bệnh viện nhằm thủ tiêu hoàn toàn brand nhưng kết đã ở đây để ngăn hắn làm việc đó anh đã tìm được câu trả lời từ chiếc đồng hồ mà brand để lại Tất cả là để tố giác cái tên của kẻ thủ ác này, người đó chính là một đồng nghiệp ở sở cảnh sát, tên là Dinh, Kết đã nghi ngờ Dinh từ 8 năm trước nhưng đã âm thầm bỏ qua. Dinh sẽ cướp hết đi mọi thứ quý giá của Kết giống như cách hắn đã làm trước đây, cho đến khi xung quanh Kết không còn lại một ai thân thiết, nhưng thay vì tìm cách tấn công Kết thì hắn lại tự cắt vào cổ bản thân, Kết sau đó thì gặp cu và bị cậu đánh ngất. Lily sau đó tìm đến và phát hiện Dinh đã chết ở đây. Hắn vẫn thừa thào ra tên của Kết còn Kết bây giờ thì đang ở trên tầng thượng cùng Koku vừa gặp thì kết đã đoán ra được ngay cậu chính là sát thủ b cô cu biết kết chính là điều mà tóc trắng đã chỉ dẫn cậu vì tên chòm sao hắn nói là cách gọi dành cho một người có tuổi sẽ chỉ dẫn cậu đi đúng đường kết biết cậu đang đi tìm cô gái tên là iona và anh biết cậu có số hiệu là 13. và chữ b cậu để lại thật ra cũng là số 13, người cậu tìm là số 4 và chữ b đó cũng có 4 nét ký hiệu đó chỉ cậu và cô gái đó biết nên cậu mới tiếp tục giết người để lan truyền nó và muốn iona tìm đến Cậu chỉ muốn biết Iona ở đâu nhưng kết muốn có lại được gì đó nên yêu cầu cậu đến ngày thì đi gặp anh ở đền. Ông Boris lúc này đã dẫn Mario đến nơi kết từng làm việc để điều tra. Họ nghi ngờ kết là người giết dinh nên muốn bắt về quy án. Do năm xưa, kết đã từng bắt và tra khảo một tên sát nhân khi chưa được phép. Lily lúc này đã đi gặp tiến sĩ để hỏi về kết. Nghe việc thì tiến sĩ biết ngay kết không hề gây ra cái chết cho dinh vì kết không bao giờ làm việc bất cẩn như vậy. Từ xưa nay kết vốn là một người khó chịu nhưng những người tốt lại luôn ở bên cạnh kết cứ như thể bị anh thu hút và Lily là một trong số đó. Lily khi đã có đủ thông tin thì ra về còn tiến sĩ thấy cô giống y hệt người đó, kết sau đó đã được ông Boris tìm đến để đưa thông tin. Ông biết kết không gây ra tội nên đã cho anh thông tin và cả đưa anh đến ngôi chùa để gặp cô cu. Lúc đến gặp, anh đã cho cô cu biết những gì bản thân đã tìm ra về cậu, năm xưa. Người ta khai quật được những bộ xương có cánh và nghi ngờ là có một sinh vật còn cao hơn loài người. Thế là người ta đã thí nghiệm lên chính người sống nhằm biến họ thành thực thể cao hơn, đất nước đã kêu gọi người dân ủng hộ. Nhưng mọi thứ dần đi vào bế tắc, thế là người ta phải dùng biện pháp giao phối cận huyết để tạo ra những con người có triển vọng nhưng nó cũng dần chẳng đi đến đâu nhưng một nhà khoa học đã đến và nói với nhà vua về việc ông ta sẽ thay đổi được tình thế và như vậy những người có triển vọng đó đã được gửi đến để làm tình báo viên và được biết đến với cái tên market maker họ giết người cho chính phủ để nhận được sự bảo trợ và đúng lúc này thì nghiên cứu đó đã có bước nhảy vọt khi sinh ra hai thực thể thành công nhưng một bi kịch đã xảy ra và những gì cô cu nhớ là cảnh iuna bị tách rời khỏi cậu và mùi súng đạn Koku không biết sao anh tìm được thông tin về cậu thì anh đã cho biết một trong ba tiến sĩ người Nhật đã giúp cậu ra đời chính là cha của anh, và anh là người đầu tiên giải mã được nghiên cứu từ năm 12 tuổi. Đột nhiên một cô gái tìm đến và lao vào tấn công Koku, cô cậu đã đẩy kết ra và bắt đầu chiến đấu. Cậu liên tục chặn đòn và việc cả hai đánh nhau đã khiến những cột trụ của đền bị phá hỏng và chẳng mấy chốc cả ngôi đền đã sập xuống và cô gái kia lộ ra mặt thật. Koku tiến đến thì kết đã bảo cậu đừng giết cô ta. Ký ức ùa về khiến cậu nhận ra cô chính là người cậu đi tìm bấy lâu. Iuna nhưng cô thì lại căm hận cậu khiến cậu biết đây là lúc chuộc tội cô cho rằng cậu là người đã hại chết những người bạn khác của cô cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu giờ cậu có hai lựa chọn một là chết dưới tay người cậu yêu thương nhất hai là ra tay với cô cô cu muốn giải thích nhưng iuna không thèm nghe kết đã phải leo lên đây nhưng iuna đã đâm cho cô cu một nhát dù vậy thì cô cu vẫn chỉ ôm lấy iuna và mừng khi đã tìm lại được cô iuna giờ đây đã nhớ ra cô cu, nhớ ra ký ức vui vẻ cùng cậu năm xưa và trách cậu vì đã biến mất lâu đến vậy nhưng vừa đoàn tụ chưa lâu thì cả hai đã bị tên thủ lĩnh kia xiên cho một nhát xuyên cả hai người cô cu đã tức giận mà biến hình để quyết chiến với hắn nhưng chưa làm gì được hắn thì cậu bị hai kẻ thuộc hạ của hắn bắn cho nằm gục dưới đất kết thì phải chuẩn bị đạn dược để giúp cô cu. tên man dợ đã tìm đến cô cu và xiên cho cậu một nhát nhưng cậu đã sút hắn ra tên tóc trắng đã cho những chiếc cọc rơi xuống xiên vào cả tên man dợ lẫn cô cu. hắn sau đó đến trước mặt và gọi cậu là đồ thảm hại hắn cho kéo cọc lên thì cậu đã bám lại dưới mặt đất khiến những chiếc cọc bị rút ra Kết đã đến và bắn cho hắn một phát. Hắn cứ thế đứng cho kết bắn và chính sự chủ quan này đã cho hắn một bài học. Phát súng bắn vào tay hắn không hề hồi phục lại nên cấp dưới muốn hắn đừng có giết kết mà về chữa trị gấp trước khi quá muộn. Dù cay cú nhưng hắn cùng đồng bọn phải bám những chiếc cọc để ra về. Kết sau đó đã đưa cô cu về xe và biết được cậu đang giữ cuốn sổ tay của cha anh. Ông cho biết cô cu sẽ nhận ra hình bóng ông ở kết mà tìm đến anh. Cô cu thì lúc này đang mơ về những ký ức xưa. Cậu năm xưa sống cùng nhiều đứa trẻ đặc biệt khác tại một lâu đài cùng với cha của kết. Iuna thường xuyên bị những đứa trẻ khác ăn hiếp vì yếu đuối, và Koku luôn là người đến giúp cô, nhưng cậu chẳng thể thắng được số đông vì cậu lúc đó cũng không hề mạnh. Cậu đã hỏi cha của Kết về việc tại sao những người khác mạnh như vậy còn cậu được mỗi con mắt trái thì bị cấm sử dụng. Ông cho rằng sức mạnh thể chất không phải là tất cả, nhưng cậu cho rằng đó chỉ là lời hoa mỹ của người lớn. Còn cậu thì không mạnh lên thì sẽ chẳng bảo vệ được ai. Cậu sau đó bị Iuna kéo đi để nói lời cảm ơn, cậu không hiểu sao cô không nói ở trong trường luôn mà còn kéo cậu ra đây thì cô sợ cậu bị bắt nạt nữa nhưng cậu cho rằng bản thân không bị bắt nạt. Cô cô hứa là sẽ luôn bảo vệ Yuna và chỉ cô vẽ ám hiệu. Ám hiệu cậu vẽ ra là số 13 đại diện cho cậu còn số 4 la mã là của cô, thứ mà sau này người ta nhầm là chữ B, đêm đó. Ngôi trường bị tấn công, cô đã muốn chạy đi cứu Yuna thì cha của kết đã giao cho một người là Kirisem bảo vệ cho cô và đưa cô đến nơi an toàn, còn ông sẽ đi tìm Yuna, trong lúc đó. Yuna đang sợ hãi và vẽ ám hiệu để gọi cô đến, nhưng tên tóc trắng là Minasuki đã đến chỗ cô trước và cho rằng bản thân là anh trai của Koku và dụ cô đi theo. Koku đã ra được bên ngoài nhưng vẫn lo cho Yuna. Kirisem cho rằng họ sẽ đến nơi ẩn náu nên cậu cứ đến đó rồi Yuna cũng sẽ đến sau. Nhưng trong lúc đó, cha của Kết đã đến bảo Minasuki đến nơi ẩn náu. Nhưng Makis Maker đã tìm đến và Minasuki đã phản bội và đâm lén ông để về phe của Makis Maker. Koku lúc này được đưa đến nơi ẩn náu nhưng địch đã tìm đến nên Kirisem đã bảo cậu vào trước còn cậu ta ở lại chiến đấu cậu ta muốn cô phải sống vì cậu là vua của họ cậu sau khi không còn nghe tiếng gì nữa thì đã ra lại bên ngoài và thấy ai nấy đều đã hẹo cậu về lại trường thì chẳng còn ai sống sót ký hiệu yuna để lại khiến cậu chỉ còn biết xin lỗi cậu gặp lại cha của kết và ông giao lại cậu cuốn sổ tay thông tin và mục đích của cậu đều ở đây và điều cậu cần là tìm lại yuna ông biết cô ngày nào đó rồi sẽ tìm đến kết nên hy vọng anh lúc đó sẽ dẫn lối cho cậu cậu sau đó quay về chỗ ẩn náu và quyết định lấy những bộ phận mạnh nhất của bạn bè để ghép vào cơ thể cậu Coco sau đó tỉnh lại và cho kết biết mắt cậu có khả năng thao túng ký ức và cậu đã tự phong ấn ký ức của cậu để tránh đi mặc cảm tội lỗi, nhưng khi nhìn vào mắt Iuna thì cậu đã nhớ lại hết. Trong lúc đó, Eric bị cấp trên dí và bắt anh phải tìm cho ra kết cho thật sớm hoặc cả văn phòng của anh sẽ bị giải tán. Cảnh sát trưởng này lại bắt tay với Minatsuki và cho hắn quyền truy cập thông tin từ sở cảnh sát. Hắn nhớ lại lúc hắn phải chặt đi cánh tay không thể hồi phục và hắn đang hợp tác với một nhân vật bí ẩn, người này thấy viên đạn của kết thì nhận ra gì đó, trong lúc đó Căn nhà của Kết đã bị cảnh sát vây hãm và điều tra, Lily nhìn đống công thức của Kết mà rối cả đầu. Cả căn phòng ngập trong công thức như thể bị sơn trắng và sau cùng cô không hiểu được câu trả lời mà Kết muốn tìm ra là gì. Kết lúc này đang câu cá và khi vào gặp lại cô cu, anh đã hỏi cô cu về một tên tội phạm trong hình, hắn là kẻ đã giết em gái anh. Nhưng anh biết hắn thật sự không phải kẻ thù ác thật sự vì hắn có cách ra tay khác với kẻ đã giết em gái anh. Anh không biết hắn đang cố bảo vệ cho kẻ nào. Vì lúc ở tòa hắn đã tự cắn lưỡi chết để khỏi phải khai ra kẻ nào đã gây án kết biết cô cô nhận ra tên này, cậu cho biết hắn không phải con người mà là một kẻ đã từng tấn công trường của cậu. tất cả những tên trước giờ cậu ra tay đều là những kẻ đã tấn công trường và mục đích của cậu chỉ là báo thủ và tìm ra Iona. vào cái ngày cậu bị vây quanh bởi khói bụi và tuyệt vọng thì cậu đã thể là sẽ giết tất cả bọn chúng và tìm ra Iona bằng mọi giá. đêm đó, Eric đã điều tra về Markus Maker và gọi cho kết. Eric cũng đã tự giải mã được và biết ai đã tấn công Bran. còn kết thì đang điều tra về kẻ đã thực sự giết em gái anh và anh đã gần tìm ra được đáp án. Eric muốn anh về lại sở cảnh sát để minh oan thì anh đã từ chối vì giờ đây anh đang gần sự thật hơn bao giờ hết. Anh cảm ơn Eric vì những gì Eric đã làm cho anh và ném điện thoại đi. Sáng hôm sau, Lily lại gọi ông Boris đến nhà kết và cho biết cô thấy có những công thức màu đỏ trên trần nhà là hoàn thiện. Và sau khi giải mã thì cô phát hiện được hình vẽ này. Ông Boris biết hình này của ai và nó liên quan đến việc kết quay lại sau thời gian mấy năm qua. Ông cho biết đây là em gái của kết và cô đã bị giết vào 8 năm trước. Kết lúc này biết đám mà cô cu săn lùng đều không phải con người. Chúng cứ đến 20 tuổi là sẽ dần mất nhận thức và cần thứ nước màu vàng đó để duy trì, nhưng càng ngày chúng sẽ càng điên loạn và cách duy nhất ngăn chúng lại chính là giết chúng. Kết sau khi nghe giải thích thì lại muốn đi kiếm gì đó ăn, Lily lúc này đến gặp Eric và cho biết cô muốn đổi hướng điều tra. Eric muốn để sau rồi nghe thì cô cho rằng nếu cứ tiếp tục như này thì sẽ chẳng tìm ra được kết, nhưng Eric cho rằng cô đang cản trở điều tra và không thích thì bỏ lại phù hiệu mà đi, anh không cần kẻ ngốc không biết nghe lệnh. Lily tức muốn điên lên và đặt phù hiệu mà rời đi. Thế nhưng đây là ý của anh khi muốn Lily tự đi tìm kết, vì anh biết Lily có trình độ ngang ngửa kết nên anh mới để cô tự đi tìm vì giờ cả phòng ban đang bị market maker giám sát và phải nói thật là anh không thể tìm ra được kết nên sẽ đánh cược vào Lily một phen. Eric sau đó đến chỗ Kala để theo dõi Lily đang đi đâu. Ông Boris đã gắn định vị vào xe Lily và cô lúc này đang đi khắp nơi để tìm kết. Cô lần theo manh mối và hỏi những người trên đường, dù không ai biết về kết nhưng cô lại tìm được đến nơi mà kết đã từng ngồi để trò chuyện cùng Eric cô chẳng có được tí thông tin gì về kết thì nhớ đến mấy cái gia vị kỳ lạ cô ngửi được lúc ăn ở nhà kết kết lúc này đang tạo ra đạn xanh đây là đạn bị oxy hóa và là điểm yếu của đám market maker kiến thức này anh có từ sổ tay của cha cô cô hỏi lý do anh đi vòng vòng mấy ngày qua thì anh cho rằng bản thân đang đợi cậu hồi phục cậu chĩa kiếm vào kết và hỏi anh có ý định gì khi tìm cậu anh muốn cậu bỏ cái kiếm ra cho đỡ vướng rồi nói trong lúc đó nhóm eric vẫn theo sát hành tung của lily cô cô thì đang kể cho kết nghe vài thứ thì anh lại than đói mà muốn đi ăn anh có hỏi Koku là cậu thấy Iuna lúc mới gặp có đúng là Iuna cậu quen biết hay không? Ban đầu thì không nhưng lúc sau thì có. Thế kết có thêm manh mối. Anh đã kể cho Koku nghe về hai người đàn ông mà anh ta muốn tìm. Một kẻ trong đó là người đã giết cha anh và gián tiếp gây ra cái chết cho em gái anh. Còn người còn lại thì anh dám chắc kẻ đó là con người. Kẻ này có khả năng thao túng tâm trí và điều khiển kẻ số một và khiến Iuna của cậu trông hung dữ như vậy lúc mới gặp. Đám Minasuki trên kia thì đã tìm ra được vị trí của Koku và một tên quyết định sẽ xuống xem thử Minasuki không cho đồng bọn giết Koku nên yêu cầu là chỉ điều tra. Trong lúc đó, Lily đang đi trên khu phố và kết vô tình lại ở trong một quán ăn gần đó. Kết lúc này đang suy nghĩ về người đàn ông số 2 đó. Còn Koku thì hứa với anh là sẽ xử lý tên số 1 để trả thù cho cha của anh và là thầy của cậu. Kết sau đó cho Koku biết về nơi Market Maker giấu Yuna của cậu thì anh bị Lily tóm được. Koku muốn trốn thì bị tóm lại nốt. Lily sau đó tra hỏi lý do kết bỏ trốn còn kết không ngờ cậu và Lily lại quen nhau. Lily đã hỏi Koku lý do cậu đi cùng Kết thì anh nói dối rằng cả hai là anh em và anh chỉ nhờ Koku giúp vài thứ nên đi chung. Nhưng Lily đã biết về em gái anh và biết lý do anh không ưa cô vì cô khiến anh nhớ về em gái. Nhưng nếu anh có ý định trả thù thì cô không thể bỏ qua với tư cách là cảnh sát. Đột nhiên tên mà Minatsuki giao xuống đã phản lệnh mà xả súng vào xe của Kết. Koku phải ra chiến đấu còn Kết cho biết anh sẽ kể cho Lily nghe sự thật khi ra được khỏi đây. Koku sau đó đã liên tục né đạn từ tên kia và bay lên cho hắn một nhát bay màu kết sau đó bị bắt về đồn và bị Eric tra khảo. Anh nói ra lý do bản thân chấp nhận chui đầu vào dọ vì cần phải xác nhận vài thứ. Anh cho biết anh đã sắp tìm ra bằng chứng về kẻ đã giết em gái anh 8 năm trước. Tên đó vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia và dường như mắc hội chứng kiểm soát ham muốn, vì hắn giết người đơn giản là vì ham muốn của bản thân và kẻ đó cũng là kẻ kiểm soát đám market maker. Và kẻ đó rất gần họ, nhờ Lily mà anh đã trạch hướng nên giờ muốn tự tìm. Eric đã hét vào mặt anh và cho rằng kết lúc nào cũng tự mình làm thay vì nhờ bạn bè giúp đỡ, anh đã học được rất nhiều từ kết và quyết định từ giờ sẽ giúp kết xử lý. 8 năm trước, anh đã từng định giúp kết bắt cóc tên sát nhân đó để phơi bày hắn ra ánh sáng, nhưng kết lại tự làm và khiến anh phải khó xử khi tự tay bắt kết, nhưng giờ thì đến nước này nên anh và mọi người sẽ là một đội riêng cho kết ra lệnh. Vì đằng nào phòng ban cũng sẽ bị giải tán dù có bắt được kết. Họ đang nghĩ về việc đánh lạc hướng Marcus Maker thì kết đã có người làm việc đó thay anh, kết cho biết nghi phạm mà anh nghĩ là tiến sĩ. Vì từ ngày đầu gặp lại, anh đã gài máy nghe lén vào bao thuốc và đưa cho tiến sĩ. Tiến sĩ rất nghiện thuốc và cái bao thuốc đó đã hết trong một ngày, nhưng anh biết được việc tiến sĩ bây giờ vẫn còn nói chuyện với em gái anh. Do đó anh sẽ dùng Lily làm mồi, Lily sau đó đến gặp tiến sĩ và không mặc áo khoác. Cô đã để tiến sĩ thấy hình hai ngôi sao trên lưng cô, thứ mà kết đã vẽ lên để dụ tiến sĩ. Tất nhiên là anh ta đã dính mồi, và Lily cũng đã diễn như thể bản thân thật sự thích kết khiến lúc về phòng thẩm vấn. Ai nấy đều cười còn kết thì đỏ mặt, tiến sĩ sau đó vẫn nghi ngờ đây là bẫy của kết nên có chút đề phòng. Minasuki lúc này đang tức thì bị nhỏ song sinh với tên vừa bị cô cu xiên trách móc. Hắn tức điên mà bóp chết nhỏ ta rồi vứt đi. Tiến sĩ sau đó phát hiện Lily đang chờ xe bus do xe cô đã hỏng nên cho cô đi nhờ về. Ông Boris và Mario thì bám theo từ phía sau. Lily trông rất giống em gái của kết nên cô cố diễn ra sao cho giống hơn nữa để dụ tiến sĩ. Cô đã dùng cách nói giống nhau, cách nói chuyện về tuyết càng khiến tiến sĩ thấy giống hơn. Đã vậy cô còn lấy kính ra đeo, nhưng cô đã mắc một sai lầm khi mở nhạc hiện đại lên nghe. Vì đặc điểm này không giống với em gái của kết, và chỉ ngần đó là tiến sĩ đã không còn xem cô giống như em gái của kết nữa tiến sĩ sau đó lái vào chỗ rửa xe ông boris vẫn phải quan sát từ xa và bám theo khi lily di chuyển họ bám theo đến tận nhà của tiến sĩ và kết thấy sau bao năm nó vẫn không thay đổi nhưng trong kia lại rất tối và họ không còn nghe thấy tiếng gì từ lily nên ông boris và mario đã phải vào xem thử cả hai xem thử tầng một và không có gì lạ thường ngoài việc nơi này dường như đã bị bỏ hoang từ lâu cả hai nghe tiếng trên lầu nên đã lên xem thử Mấy phòng đầu không có gì cho đến phòng cuối này thì cả hai đã xông vào và chạm mặt tên man dợ và một con rối của hắn. Hắn đã mang theo chiếc áo chứa máy nghe lén của Lily và ôm theo một đống bom để cảm tử. Họ mãi không nghe được tin tức gì từ bên kia nên lo là đã có chuyện xảy ra. Nhưng ông Boris và Mario vẫn còn sống và chỉ bị thương nhẹ. Kết nhận thấy tiến sĩ đã thay người ở trong nhà rửa xe và anh đã bị nhìn thấu. Eric định phát lệnh truy tìm khẩn cấp thì kết đã ngăn lại vì nó chỉ đánh rắn động cỏ. Anh muốn giải quyết thật chính xác để tránh lặp lại sai lầm như xưa anh sẽ không để Lily phải chết nên cứ yên tâm. Lily lúc này đã tỉnh lại và thấy bản thân nằm tê liệt trên bàn mổ. Xung quanh là xác của nhiều cô gái đã bị tiến sĩ bắt và giờ trò ham muốn trước đây. Tiến sĩ xóa đi dấu sao kia thì biết ngay đây chắc chắn là trò của kết. Hắn biết nơi này sẽ sớm bị tìm ra nên quyết định sẽ khiến kết phải ân hận dù có tìm được đến nơi này. Cô cu lúc này đang chờ ở núi tuyết vì kết đã từng chỉ cậu là cậu phải đứng ở đây và nhảy xuống dưới rồi canh đúng lúc mà tung cánh để gió thổi cậu bay lên tầng mây tại đó cậu sẽ tìm được một khí cầu lớn ẩn mình và Yuna đang chờ cậu trong đó. Cô cu không biết liệu Yuna còn chờ cậu hay không thì kết đã cho cậu biết về phiến đá thánh tích mà anh giải mã được hồi 12 tuổi. Nó có rất nhiều dòng chữ và phép ẩn dụ tùy theo cách đọc ngang, đọc thẳng hay đọc chéo. Và có duy nhất một thứ anh để tâm là về Hắc Vũ Vương. Đó là vào đêm trăng tròn thứ 13, người đàn ông được chọn bởi hai vũ nữ đã có được sức mạnh, đồng đội và đôi cánh để trở thành Hắc Vũ Vương, nhiệm vụ hoàn thành. Hai vũ nữ đưa cho anh ta thanh gương màu xanh và yêu cầu phải giết một trong hai, người bị giết sẽ trở thành sức mạnh cho nhà vua còn người còn lại thì sẽ cùng nhà vua chiến đấu cậu nhận ra thanh kiếm là từ kirisem năm xưa và vua nữ bị giết chính là tóc trắng đã chiến đấu với cậu lần trước nhận thấy sự quen thuộc nên cậu đã lo lắng về việc bản thân sẽ dẫn iuna đến chỗ chết kết muốn cậu chấp nhận số phận còn không thích thì cứ chống lại nó cậu đừng nên sợ hãi tương lai mà phải chứng kiến xem nó sẽ tạo ra tuyệt vọng hay hy vọng iuna ở trên con tàu lúc này cũng hy vọng cô sẽ đến cứu cô nhưng minatsuki muốn cô tỉnh ngộ vì cô sẽ không thể bay được đến độ cao này còn nhóm kết lúc này đang cố tìm ra vị trí của tiến sĩ. Kala nhớ ra là ứng dụng truy tìm của cô vẫn xài được. Cô sau đó nhờ Eric truy cập vào vệ tinh cho cô và cô thành công xác định được hướng tiến sĩ đã đi là về phía cảng. Những địa điểm khả nghi được Kala khoanh vùng lại cho kết xem xét. Anh sau một lúc thì nhận thấy tiến sĩ có thể đã đi thuyền ra một bệnh viện tâm thần ngoài biển. Vì nơi đó là nơi từng giam giữ tên tội phạm đã cắn lưỡi kia và cha của tiến sĩ là hải quân nên có thể hắn được tùy tiện đi vào. Anh sau đó nhắm mắt lại để hình dung và biết khi cắt đuôi được Boris thì tiến sĩ đã được người khác trở đi đến bến cảng. Hắn đi vào một con thuyền và tên lái thuyền có thể là người đột biến. Lúc đến trước cửa bệnh viện thì cũng có người canh gác ở đây. Khi vào bệnh viện thì hắn đã lấy thuốc cho những tên đột biến ở đây dùng và thao túng toàn bộ chúng. Sau đó hắn đưa cơ thể Lily vào túi đựng và dẫn cô về hang ổ. Đến nơi thì có thể hắn đã giết một bảo vệ để đưa xác vào. Nhưng anh sớm bác bỏ nó và vẽ lại là lúc đưa xe vào trong thì hắn đã được bảo vệ cho qua và đưa cơ thể Lily vào cầu thang máy và dẫn cô đến phòng phẫu thuật. Kết sau đó nhờ Kala kiểm tra xem tiến sĩ đã ra về theo hệ thống hay chưa thì vẫn chưa về. Anh hỏi xem tiến sĩ đã tăng ca bao nhiêu lần và số nạn nhân có đặc điểm giống như anh mô tả có bao nhiêu người. Hai con số trùng nhau khiến anh nghi ngờ hang ổ của tiến sĩ có vẻ là ở đây. Anh sau đó nhờ Kala lấy sơ đồ tòa nhà ra cho anh, anh sau đó xem qua cấu trúc 300 năm qua của tòa nhà và nhận ra là có nhiều lỗ hổng ở trong tòa nhà này. Anh sau đó nhờ Eric mở còng và cùng anh đến phòng của tiến sĩ để tìm kiếm. Trong này vẫn bình thường nhưng kết tìm được dấu vết bánh xe trong này. Nhìn đống ảnh chụp người quang phía sau thì kết thấy vết tay chạm vào nên đã ấn thử và mở được đường bí mật. Cả hai đi thang máy xuống bên dưới và xông vào trong thì nơi đây toàn những cái xác tốt nhất mà tiến sĩ dùng để trưng bày, hắn thì đã chạy mất. Kết xem qua thì trong này có cả xác của cha tiến sĩ và là người đầu tiên hắn giết. Anh thấy có vết máu trên bàn mổ và tiến sĩ đã gọi đến cho anh. Tiến sĩ biết Kết đã đến căn phòng đó và khen cơ thể Lily thật sự rất giống em gái Kết. Anh muốn tiến sĩ thích làm gì thì làm vì anh biết Lily vẫn chưa chết do họ đến khá sớm. Kết cho rằng bản thân đã khác xưa vì giờ anh có đồng đội, giờ thì hắn cứ chạy nhưng anh sẽ sớm tìm ra được hắn hắn rất trông chờ vào anh và cúp máy hắn sau đó bắn chết hai viên cảnh sát để lấy xe đi còn kết và eric thì tìm được một phòng đầy xác và lily có trong đó đến kiểm tra thì lily chỉ bị tiêm thuốc nên cả hai đã nhanh chóng đưa cô ra và gọi bệnh viện eric nhờ kala phong tỏa hết khu vực xung quanh và cũng tìm ra được lối mà tiến sĩ đã dùng để trốn đi kết lúc này phát hiện lily ngậm một viên nén gì đó trong miệng tiến sĩ sau đó gọi cho minasuki nhưng tên đội mũ đeo kính đã nghe thay và cho biết chúng giờ đang bận nên không giúp được hắn ta tiến sĩ sau đó nhận ra bản thân không thể thắng kết sau khi hắn nhìn thấy hình ảnh em gái kết rời bỏ hắn thì hắn đã quyết định phải viết nốt phần kết với kết cô cu lúc này đã nhảy xuống vực để bay lên bầu trời còn kết thì đã giải được manh mối mà tiến sĩ để trong viên thuốc anh đã lấy ra hộp đồ cũ và lắp một khẩu súng để giải quyết nốt lily lúc này đã tỉnh lại và gặp bran cậu ta cho biết cô đã ngủ vài tiếng nhớ ra kết đang tự mình đặt dấu chấm hết thì cô đã hỏi bran là đồ của cô đâu minasuki lúc này đang hành hạ yuna để cô phải quy phục hắn nhưng tên kia đã đến gọi hắn và cho biết kẻ chúng đợi đã tìm đến hắn thả Yuna ra và đi đón tiếp Koku. Tên đội mũ đây biết Minasuki đã phát điên và để hắn câu giờ Koku một lúc. Koku lúc này đã bay lên và sắp vỡ vụn thì cậu đã thấy được con tàu ẩn mình giữa ngôi sao. Cậu đã dùng kiếm để bám vào tàu và lèn vào. Tên đội mũ đã tiêm thuốc vàng vào cho Yuna và tóc cô đã chuyển trắng. Hắn biết biểu diễn sắp bắt đầu và Hắc Vũ Vương sắp lên ngôi. Minasuki đã chờ cậu ở đây. Hắn dự định xử cậu để trở thành vua của vạn vật. Eric và những người khác đang cố lấy xác mà tiến sĩ ướp ở đây để mang đi. Đột nhiên Lily gọi đến và hỏi kết đâu. Họ thì nghĩ kết đang ở viện với cô thì Bran cho biết 3 tiếng trước kết đã rời đi. Lily nhớ việc tiến sĩ đã bỏ một viên năng vào miệng cô và kết đã lấy nó đi, nghe vậy thì cả hội đã kéo nhau đi gấp. Còn Koku lúc này đang chiến đấu không chút nhân nhượng với Minasuki. Cậu dồn hắn vào góc và lao đến tung đòn thì hắn né kịp. Cả hai tiếp tục chiến đấu và Koku đã thành công chém gãy kiếm của hắn. Cậu sau đó hỏi Iuna đâu thì hắn không nhớ Iuna là ai. Hắn còn không nhớ bản thân là ai. Cậu nhận ra đây là triệu chứng của một người đột biến và hắn không phải Minasuki thật. Năm xưa, Minasuki đã dùng một người khác có màu mắt giống với hắn để làm thế thân. Minasuki đã dùng con mắt phải giống như Goku để xóa ký ức và tạo nên một bản sao của chính hắn. Tên giả này bây giờ đang muốn biết bản thân là ai. Hắn nhận ra con mắt của Goku rất giống thứ mà hắn từng thấy trước đây. Hắn sau đó điên cuồng muốn biết bản thân là ai và lao đến Goku. Thế là cậu cho hắn đi nhanh trong một đòn. Minasuki thật lúc này đã đưa Yuna đi khỏi khí cầu bằng trực thăng. Kết lúc này đang ngồi chờ tàu và quyết định đốt đi manh mối duy nhất. Goku thì đi tìm Yuna và khi đến căn phòng đó, Cậu phát hiện ký hiệu Yuna để lại và biết cô vẫn còn chờ cậu. Minasuki sau đó đã đưa Yuna về lại nơi cũ. Kết thì đi tàu còn đồng hồ thì vẫn đếm ngược. Khi đếm ngược kết thúc, cả khí cầu đã nổ tung. Kết sau đó đã gọi cho tiến sĩ và biết hắn đang ở đâu. Tiến sĩ đang ở ngôi trường cũ của cả và xem lại những đoạn phim ký ức. Nhóm Lily thì đang lên đường đi tìm kết và biết anh chỉ có thể đến một nơi. Là nơi mà em gái anh đã bị sát hại. Kết hỏi tiến sĩ về việc những kẻ đã giúp hắn là ai. Câu trả lời như kết dự đoán là đám đột biến hắn cho kết biết người dẫn đầu cuộc tấn công năm xưa là hắn hắn đã dụ dỗ để minatsuki giết cha kết và lừa hắn khiến hắn tin sái cổ lý do minatsuki không dùng điều khiển lên hắn là vì chính minatsuki mới là kẻ bị hắn điều khiển hắn cho minatsuki biết là chỉ cần minatsuki giết được koku thì hắn sẽ trở thành vị vua mới nhưng mọi thứ từ đầu đều đã được sắp xếp cho koku trở thành vua kết không biết hắn định chơi đùa với bao nhiêu mạng sống nữa nhưng mục đích sống của hắn là giết chóc để kết truy tìm hắn Hắn cho rằng cả hai đều là dòng máu bị nguyền rủa với mục đích riêng và giờ là lúc để một trong hai phải chấm dứt. Koku lúc này đã xuống mặt đất. Cậu vẫn sống nhưng bị thương nặng và thanh kiếm cũng đã gãy. Minatsuki thì đang chờ cậu ở bia đá đó cùng Iuna. Hắn cho rằng từ trước đến nay, hắn luôn là cái bóng của Koku, sự tồn tại của hắn không được nhắc trên bia đá vì hắn chỉ là vật lót đường cho Koku. Khi cậu trở thành vua thì hắn sẽ bị vứt bỏ như một thứ vô giá trị và nhờ tiến sĩ mà hắn đã quyết tâm thay đổi số phận bằng cách cướp đi mọi thứ của cu Iuna cho rằng Koku sẽ không thua hắn nhưng hắn thấy cô đang hiểu nhầm. Hắn không muốn trở thành người thay thế Koku và có được cô. Hắn rút dao ra đâm vào người Iuna và quyết định hắn sẽ trở thành chính bản thân hắn. Một vị vua không cần có vu nữ ở bên. Koku cảm nhận được Iuna đang gặp nguy hiểm nên đã tức tốc chạy đến. Kết trước đó đã dặn Koku là tuyệt đối không được đến gần bia đá vì bao đời Hắc Vũ Vương đều bị con người đánh bại tại đó nên có khả năng bia đá đó hút đi khả năng tái sinh của cậu nhưng giờ cậu không đến không được Minasuki đã cố ý để cô sống đến giờ phút này là để cả hai có thể chết ngay tại đây và hắn sẽ khắc nên sự tồn tại về vị vua mới tại nơi này. Kết lúc này đã vạch trần hết kế hoạch của tiến sĩ về việc con người đã tự tay tạo nên đám đột biến và thả ra khắp thế giới này. Cha hắn là người đứng đầu dự án đó nhưng về sau ông đã đổi ý nên hắn đã giết ông vì ông quá mềm yếu. Hắn sau đó tiếp bước và tạo ra thêm lũ đột biến từ nạn nhân của hắn. Hắn để Minasuki điều khiển trí óc và biến chúng thành những kẻ giết người và rồi để Market Maker dọn dẹp và tạo dựng tên tuổi cho chúng nhưng rồi mục đích sau cùng của hắn chắc không phải vì mấy cái lý tưởng gì đó tiến sĩ thấy kết quả là người biết gần như tất cả mọi thứ và hắn cho rằng kết cũng tiếp cận koku để lợi dụng cậu như cách hắn lợi dụng minasuki koku lúc này đã xuống dưới chỗ bia đá và hỏi chuyện đã xảy ra với yuna nhưng hắn sẽ không để yuna chết cho đến khi cô thấy hắn giết được koku kết muốn tiến sĩ đừng có gộp cả hai lại với nhau vì hắn không có có cảm xúc mỗi khi hắn thấy ăn năn khi giết một người thì tâm trí hắn sẽ lại sinh ra nhân cách mới và vứt đi nhân cách cũ cứ thế hắn lặp đi lặp lại hành động sai trái của mình và trở thành một con quái vật thật sự Koku lúc này đã dần đuối trước minatsuki không thể hồi phục chính là trở ngại quá lớn cậu bị minatsuki chém cho vài nhát và sau cùng hắn đã rút súng ra cho cậu vài viên hắn muốn xem cách cô cu đấu lại số phận còn tiến sĩ lúc này đã bước đến bên kết và anh đã chĩa súng vào hắn nhưng hắn không sợ vì mọi người lúc này cũng đã đến ngoài kia họ đều hy vọng kết sẽ không kéo cò vì như vậy anh cũng sẽ là một tên sát nhân như hắn Tiến sĩ đã nói lý do bản thân giết em gái kết là vì hắn từng nghĩ bản thân sẽ chiến đấu với sự điên loạn trong bản thân nếu có em gái kết ở bên. Nhưng cô lại đem lòng yêu chính người anh trai của mình nên hắn không còn cách nào khác, dù kết rất giận nhưng anh đã quyết sẽ không nổ súng. Thế là hắn đã chĩa súng sang một bên và xem thử ai sẽ là người bước vào trước tiên, có thể sẽ là Lily. Kết bắt đầu lo lắng và muốn hắn dừng tay, nhưng khi tiếng Lily đến gần thì anh đã không còn cách nào khác. Minasuki lúc này đã cho Koku trục phát súng và găm hai tay cậu vào tường, hắn tiến đến chỗ Iuna và định cho cô và Koku đi một lúc. Vừa rút dao ra thì Koku đã tức giận mà hét lê, cậu tự lôi bản thân ra khỏi tường và lao đến né đạn. Nhưng Minasuki đã chờ sẵn và tung một kiếm chém đứt tay cậu, nhưng cậu chưa từ bỏ mà chạy đi để hắn đuổi theo. Và khi hắn nhận ra thì Koku đã biến chân thành kiếm để đánh trả, hắn nhận ra đây là chân của tóc trắng và quả nhiên nó đã có tác dụng vào một khoảnh khắc. Đầu của hắn sau đó đã lìa khỏi cổ, còn kết thì đã buộc phải nổ súng bắn tên tiến sĩ. Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này, Khoảnh khắc mà Kết buộc phải vứt bỏ lý trí để giết người. Hắn có 4 giây sau khi não bị bắn trúng nhưng 4 giây đó là đủ để hắn chứng kiến khoảnh khắc này. Có thể nói Kết đã thắng nhưng đồng thời anh cũng đã thua trước người bạn thân nhất của mình. Koku và Yuna lúc này thì đã rời đi và mất hút. 3 tháng cứ thế trôi qua. Kết lại biến mất và cả đội điều tra đã tin hôm nay Kết sẽ trở lại vì chính Lily đã đi đón anh. Vụ việc về Market Maker thì đã phơi bày trước thế giới và khiến nó om sòm Kala biết Kết trở lại thì họ sẽ có thêm những vụ án thú vị. Kết lúc này đã bị Lily đến lôi cổ đi. Cô đem cả dây theo để đề phòng anh chống cự thì anh vứt luôn dây ra ngoài, cô đã mua xe mới nhưng kết chê xấu nên đòi đi bộ thì vẫn bị lôi vào xe. Lily đã dành thời gian tìm hiểu về nụ cười thỏa mãn của tiến sĩ lúc chết thì cô nghĩ ngoài việc tiến sĩ thấy bản thân đã thắng kết ra thì có vẻ nụ cười đó cũng mãn nguyện khi đã có thể chết và chấm dứt sự cuồng loạn của bản thân, kết cho rằng dù sự thật ra sao thì anh vẫn là kẻ thua. Anh không cay cú vì anh với tiến sĩ chỉ là một người đặt ra câu đố và một người giải, cả hai sau đó gặp lại Koku và Iuna nên cho cả hai quá giang luôn, phim đến đây cũng là kết thúc.